Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị hai trận cờ rất hay diễn ra năm 2022 của cậu bé Lý Tuyết Tùng. Mời anh chị xem trận đầu tiên. Trận đầu tiên, Mạnh Thần cầm đỏ đi tiên, Lý Tuyết Tùng cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。将军。将军。
Chuyên. Trang chuyên. Trang chuyên. Chơi đến đây mạnh thần buông cờ nhận thua, mời Trang anh chị chuyên. xem ván thứ hai. Tào Nham lỗi cầm đỏ đi tiên, Lý Tiết Tùng cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.
将军。将军。
将军。
chơi đến đây sát cục, Tào Nhâm Lỗi buông cờ nhận thua, video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em, nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị, chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.